chào tất cả mọi người nhá. Thôi mình có mặt tại thôn Quảng Cư, Cư Ni, EK Đắk Lắk để quay đến cho tất cả mọi người lô đất nữa. Đẹp, hai mặt tiền đường, quy hoạch 20m. Với tổng diện tích là 560m2, có hai mặt tiền đường. Đây, một mặt đây, đường thông luôn, đường thông đường nhựa luôn. Đây nữa, nằm ngay giữa khu vực ngã ba. Đất phun hồng toàn bộ luôn, đường quy hoạch 23m luôn. Đây, trụ điện lớn. Đây, đường thông nữa này. Từ ấy vào đây là khoảng 25m. Từ đây chạy đây 25m là 560m2. Tất cả là đường thông, khu vực đông dân cư. Đất bằng phẳng. Ngay khu vực ngã ba này hướng nào cũng thông hết luôn. Khu dân cư đã hiện hữu đông đúc rồi. Bìa hồng trao tay. Giá 500, giá 350 triệu nhé. Liên hệ số điện thoại 0916 27087 để nhận được thêm thông tin ha. Lốc 4 lô bìa hồng cực kỳ đẹp luôn, vuông ngay trung tâm ngã ba Quảng Cư 1 EK Đắk Lắk. Đường to, ô tô đi thoải mái. Khu cực kỳ đông dân cư. Đường này chuẩn bị lên bê tông nhé. Bán nguyên lốc và bán lẻ từng lô cũng bán. Từ vị trí lô đất đi ra đường nhựa khoảng 1 cây số. Xung quanh là đường bê tông. Đấy, cánh đồng lúa, dân cư đông đúc.